Chào bác nhá, chào mừng bác đã quay trở lại kênh em. Tiếp tục với chương trình video thì em lên nhanh bác một số mã hàng bên em, hàng vừa về xong nhá. Em sẽ quay trực tiếp và báo giá luôn. Đấy, bác nào có nhu cầu hàng hóa thì vui lòng liên hệ trực tiếp theo những số line em đang ghim trực tiếp hình nhá. Đấy, liên hệ trực tiếp theo hai số line em đang ghim bên dưới màn hình này. Đấy, gọi điện trực tiếp để em tư vấn cũng như là chốt đơn hàng. Và lưu ý em là hóa đơn em trên 200k nhá. Đấy, cứ trên 200k là các bác sẽ được miễn phí ship rồi. Ngoài ra thì giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng được kiểm tra và thanh toán nhá. Rồi, em sẽ đi vào những cái sản phẩm đầu tiên trong cái video này. Và một số lưu ý nhỏ nhỏ khi mà các bác mua hàng thì các bác nhớ xem kỹ video, xem kỹ sản phẩm cũng như là giá cả trước khi mua hàng. Và thứ hai là các bác đã gọi điện chốt đơn rồi thì không nhắn tin lại, và các bác đã nhắn tin chốt đơn rồi thì không gọi điện lại, tránh tình trạng là shop lên trùng đơn luôn nhá. Sản phẩm đầu tiên thì em lên luôn các bác hàng, đó là dòng đá cắt của thương hiệu Kabushi Japan này. Lên mã em sẽ là đá cắt của Kabushi Japan nhá. Đấy, cái này thì bên em sẽ có bán lẻ theo viên và có bán theo cả hộp thì em sẽ đi báo giá luôn. Hàng này hàng chuẩn chính hãng của Kabushi Japan, dòng đá cắt đỏ, dòng này thì đá cắt sẽ là dòng đá cắt một tấc nhá. À, kích thước sẽ là 107 x 1.2 và x 16 này. Đấy, hàng rất là xịn, chất lượng luôn. Hàng vẫn nguyên hộp của thương hiệu Kabushi Japan. Đấy, các bác dùng đá này cắt thì rất ok rồi. Cắt sắt, cắt inox các thứ, cắt đồ kim loại rất ok luôn. Đấy, dòng đá cắt rất là dai mà không bị văng. Đấy, cực kỳ xịn. Dòng đá cắt đỏ là dòng một trong những dòng dòng xịn nhất rồi. Đấy, trong dòng đá nó phân biệt theo màu mà. Đấy, đây. À, bên em sẽ bán theo viên và sẽ có bán theo hộp các nhá. Bán theo viên và bán theo hộp. Đấy thì tùy nhu cầu các bác có thể mua lẻ theo viên hoặc là mua theo hộp. Đấy. Hiện tại thì bên em đang bán lẻ một viên như này với giá sẽ là đi 6k một viên nhá. 6k một viên. Và yêu cầu các bác là lấy từ 5 viên trở lên. Đấy, 5 viên trở lên nhá. Đấy thì bên em mới bán. Còn nếu lấy ít quá thì bên em không bán đâu vì giá rất là rẻ rồi. Giá này đây hiện tại đang bán chỉ có 6.000 thôi. Đấy, combo cho 5 viên đã cắt sẽ là 30k. Đấy là các bác lấy lẻ là 5 viên một nhá. Đấy, 5 viên một thì sẽ là 30.000. Thì bán lẻ đang bán là 6.000 viên mà. Đấy, 6.000 viên đá một tấc nhá. Và nếu các bác có nhu cầu mua nhiều mua cả hộp thì bên em sẽ có giá tốt hơn. Đấy, nếu mà có nhu cầu mua cả hộp thì giá sẽ là đi 220k. Đấy, và bên em bao ship tận nhà luôn. Đấy, nếu các bác có nhu cầu mua cả hộp nhá, cả hộp thì giá sẽ cực kỳ tốt luôn. Cả hộp thì tính ra vào giá rất là rẻ luôn đấy, 220.000 hộp và bao ship đến tận nhà luôn không nhá. Đấy, bao ship tận nhà luôn, làm hộp đa cắt như này. Một hộp này của nó là đi tổng là đi 50 viên không nhá. Một hộp này tổng là 50 viên này. Đây, một hộp là được 50 viên này. Đấy thì sẽ là 220.000 hộp và bao ship tận nhà luôn. Ở đấy là một hộp đá cắt của Kabushi Japan là 220k bao ship tận nhà. Còn nếu các bác lấy lẻ một viên thì giá của nó sẽ là 6k một viên nhá, 6.000 viên. Đấy, 6k một viên. Thì yêu cầu các bác là lấy từ 5 viên trở lên nhá. Yêu cầu nhớ các bác giúp em là lấy từ 5 viên trở lên, vì giá rất là rẻ rồi. Đấy là dòng đá cắt mình đang gửi các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về mã hàng, đó là cái dòng bơm bơm hơi, máy hơi mini. Lên mã em sang cái con máy hơi mini này. Cái con này thì cũng thứ nọ bán rất là nhiều. Đấy, máy hơi mini rất là chất lượng luôn, về các bác sử dụng để bơm xe, bơm cộ các thứ, bơm đồ. Đấy, nói chung là con này bơm ô tô thứ thoải mái cho em luôn nhá. Bơm ô tô thứ thoải mái cho em luôn. Hàng này thì hàng của Đài Loan. Đấy, nhưng mà chất lượng cực kỳ ngon luôn đấy, bơm vào rất là nhanh và rất là khỏe luôn. Đây, một con máy hơi này cực kỳ xịn luôn. Sử dụng nguồn 220 nên là nó rất là dễ dùng. Đấy, về dùng điện Việt Nam là ok rồi. Hàng đóng gói rất kỹ luôn này. Đó. Máy hơi mini nhá. Đấy, thiết kế thì nó dạng như kiểu một con máy hơi bình thường, là các bác hay nhìn là ở những cái quán sửa xe máy các thứ giờ là người ta có những cái con máy hơi to, thì con này nó là thiết kế dạng máy hơi thu nhỏ mini đi, nhưng mà công suất của nó, các thứ chức năng bơm nó y như con kia luôn. Đấy, nó phần tay cầm xách đi sẽ rất tiện này. Đây là cái buồng hơi này, còn đây là cái motor nhá. Con này thì 100% hàng sẽ là hàng lõi đồng. Đấy, 100% hàng là hàng lõi đồng nhá. Đấy, hàng lõi đồng này. Đấy, hàng lõi đồng cực kỳ xịn luôn. Bơm ô tô tiếc các thứ cho em thoải mái luôn nhá. Đấy, bơm ô tô thoải mái. Bơm ô tô thì nếu mà bơm đã bơm ô tô rồi thì cứ yên tâm là bơm xe đạp xe máy thì nó là quá bình thường rồi. Hàng này thì hàng của Đài Loan nhá, made in Taiwan này. Đấy, về cái công suất điện năng nếu sử dụng là AC220. Công suất của nó sẽ là 35 lít trên phút này. Đấy, và 35 lít trên phút. Đấy. Nói chung là những cái thông số nó rất là cơ bản thôi. Đó. Buồng hơi thứ nhá. Con này nó có tích hợp cả đồng hồ đo suất luôn, thì đây, em sẽ cắm và test cũng như là áp suất và cái chức năng bơm nó để cho bác coi luôn nhá. Đấy, thì về các bác cứ cắm trực tiếp vào điện 220 này. Đấy, và bên hông của nó thì nó sẽ có là một cái nút này là cái nút ấy nhá, nút bật tắt này, còn cái này là cái cầu chì nhá, cái cầu chì, đấy, cái cầu chì. Đó, cái cầu chì. Đó, còn đây là cái nút bật tắt, các bác dùng rất là dễ thôi.
cắm điện sau đó các bác bấm cho em thôi. Đấy, bấm máy chạy là cứ thế thôi. Con này chạy khá êm và lượng hơi cho ra rất là đều. Đấy, lên đến khoảng tầm 15 lít một phút nên là nó ra rất là đều và rất là khỏe nha. Đây em sẽ ép hơi bác xem luôn này. Ép hơi bác coi luôn nhá. Em bật máy này. Bật máy nhá. Đây em ép hơi này. Các bác nhìn đồng hồ này. Đấy, thấy không? Các bác nhìn đồng hồ không? Đấy, các bác thấy kim đồng hồ bắt đầu nó quay chưa? Ép hơi rất tốt luôn nhá. Đây còn một cái thí nghiệm nữa, đây em sẽ test bác xem luôn. Đây em có một cái túi bóng nha, nó xẹp nhá. Đấy, đây. Em sẽ cho nó xẹp đi, sau đó là em sẽ bơm hơi nó vào để các bác nhìn xem là lượng hơi nó đẩy vào như nào nhá. Nó đẩy vào rất là nhanh luôn. Đấy, cái này như kiểu là một cái giọng phao này đây. Bật máy này nhá, bật máy này. Đó, đây không? Các bác nhìn bắt đầu nó phồng lên này. Đấy, bắt đầu nó phồng lên này. Đó, thấy không? Nó phồng lên nhá. Đó, thấy không? Nó phồng lên này. Phồng lên rất là nhanh luôn này, căng đét luôn này. Đấy. Căng đét luôn nhá. Đấy. Đấy em tiếp tục ép này. Đấy. Đó, cái này túi thì hiện tại đang bị thủng nên nó sẽ bị ra hơi. Còn nếu không bình thường mà các bác để không ấy mà túi nó kín nó sẽ nổ túi luôn đấy, nó ép rất là căng. Ép hơi rất là căng. Nói chung là bơm xe đạp, xe máy, ô tô, các thứ là các bác dùng gia đình này. À, các bác thợ thuyền ví dụ như là những cái quán sửa xe nhỏ nhỏ ấy, mình mua những cái máy kia đôi khi nó tốn kém thì mua con này cũng được, về bơm nó ok rồi. Đấy. Máy rất chắc chắn nhá, hàng motor lõi đồng cực kỳ xịn. Hàng của Đài Loan yên tâm về chất lượng đi, dùng chất lắm. Rồi, lên mã em sẽ là sản phẩm là máy hơi mini nhá, máy hơi mini. Bên em đang bán một cái con máy hơi mini này với giá sẽ là đi 480.000 một cây nhá, 480.000. 480k và bên em bao ship tận nhà luôn nhá. Giá rất tốt luôn đấy. 480.000. Đấy, 480k. Đấy, 480k và bao ship tận nhà luôn. Đấy, giá tốt, sản phẩm sẽ là máy hơi mini nhá. Lên mã em sẽ là máy hơi mini 480.000 một cây. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về mã hàng đó là cái bộ mũi khoan đa năng này. Đấy, tiếp tục về số lượng lớn luôn nhá. Hàng này thì dùng cực kỳ chất lượng đi. Bộ mũi khoan đa năng nhá. Đấy, hàng rất chất, hàng bãi Nhật, xịn cực kỳ luôn. Bộ này thì bên em sẽ bán theo bộ nhá. Một hộp sẽ gồm có là 2 4 tổng là 5 mũi này. Phần đầu mũi sẽ là phần đầu thiết kế dạng tên lửa nên là khi mà các bác khoan là nó không bị sợ nó bị trượt mũi này, nó chạy mũi này coi như nè. Đấy, phần đầu mũi sẽ là đầu tên lửa nhá. Đấy, các bác khoan nó không bị trượt mũi chạy mũi. Rất là xịn luôn. Đó. Cái chân này sẽ là chân lục giác để các bác về các bác lắp vào máy khoan pin các thứ là ok, máy khoan pin, máy khoan điện là rất là dễ lắp rồi, chân là chân phổ thông nhá. Một bộ này thì sẽ gồm có cho bác là tổng là 5 mũi nhá, 5 mũi. Thì đây. Nó sẽ gồm có là 2 mũi 6 này, 2 mũi 6 nhá đây. Cuối cùng là 2 mũi 6 này, 1 mũi 8 này, 1 mũi 10 này và 1 mũi 12. Đấy thì tổng sẽ gồm có là 5 mũi nhá. 5 mũi. Đấy, 5 mũi. 5 mũi đấy coi nhá, 5 mũi với giá thì em báo giá luôn 130k nhá, 130.000 cho một cái bộ mũi khoan đa năng 5 mũi như này. 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10 và 1 mũi 12. Đó. À, đây em giới thiệu luôn về cái ưu điểm của sản phẩm này thì nó là cái dòng đầu mũi tên lửa nên khi mà các bác khoan ấy là cái độ chạch của nó là không có đâu. Đấy, các bác khoan là các bác cứ nhấp nhấp cho em là cái đầu tên lửa nó vào rất là ngọt luôn. Đấy, ví dụ đặc biệt ví dụ là các bác khoan những cái đồ mà nó dễ trơn trượt, ví dụ như là gạch men chẳng hạn này. Các bác dùng những cái mũi truyền thống ấy là cái đầu của nó sẽ bè nên là khi mà các bác khoan nó rất là dễ bị trượt mũi nhá. Nhưng con này là khoan là các bác cứ ngắm đúng mũi, đúng cái chỗ khoan này em, sau đó các bác nhấp nhấp. Đấy, nhấp đều bắt đầu là nó gọt vào nhá. Nó gọt và rất là sắc và nó vào rất là ngọt luôn. Đấy, khoan đều đều tay nó vào rất là ngọt và rất là dễ khoan. Con này các bác khoan đa năng cho em, khoan các loại vật liệu, gỗ, nhựa rồi là khoan bê tông, khoan gạch men, khoan sắt, khoan chiếc các thứ cho em, khoan là hết luôn nhá, khoan đa năng mà. Đấy. 130.000 một bộ này. Đấy, các bác sử dụng gia đình này, anh em thợ thuyền dùng quá ok luôn. 5 mũi nhá. 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10 và 1 mũi 12. 130.000 một bộ nhá, 130.000 bộ. Sản phẩm bình xịt nhớt bên shop hàng tiếp tục về của bác nhá. Bình xịt nhớt hàng của Kabushi Japan này. Nói chung là gia đình các bác sử dụng nên có mỗi nhà một chiếc nha. Đôi khi các bác giờ dùng rất là cần này. Các bác dùng để xịt dầu, xịt nhớt vào xích xe các thứ máy móc này, rồi là các bác thợ thuyền, thợ sửa xe, sửa cộ này, hoặc là các bác máy may này dùng một con này rất là tiện luôn nhá. Cái bình xịt nhớt này thì dung tích của nó sẽ là 250ml. Hàng nhãn hiệu Kabushi Japan này, rất là xịn luôn. Và cái con này rất là hay đấy, cái phần đầu này, các bác nhìn này. Đấy, nó có thể là uốn éo đi các hướng nhá. Đấy, những cái phần vị trí góc khuất mà các bác không thể nào lách bình thường để thẳng nó vào lách được. Các bác phải uốn cong lên để các bác lách vào thì các bác con này nó hỗ trợ bác cái đầu vòi rất là hay. Đó, và tay bóp này. Tay bóp rất nhẹ nhàng và lượng cái lực phụt của nó rất là mạnh. Đấy, lực phụt rất là mạnh nhá. Đấy, mà giá thì hạt rẻ lắm. Đợt này thì bên em đang sale sập sàn luôn. Giá bữa trước thì đang bán là 8.000 đấy, đợt này đang giảm giá chỉ còn có 40k thôi. Lên mã em sẽ là bình xịt nhớt nhá. Đấy, bình xịt nhớt cái đầu uốn dẻo luôn nhá, rất là tiện dụng luôn. Đấy, tay xịt về các bác mở ra, sau đó là các bác châm dầu, châm nhớt vào trong này cho em và các bác xịt thôi, rất dễ dùng. Dung tích một bình này là 250ml.
giá đang bán là 40.000 một bình thôi nhá, 40k cho một chiếc bình xịt nước, một chiếc bình xịt nước này 40k thôi nhá. Giá hạt rẻ, sản phẩm chất lượng hàng hãng của Kawasaki Japan. Một số món đồ về đồ gia dụng nhà cửa này thì em lên luôn các mã hàng, đó là cái hộp bàn chải vàng 8 cây nhãn hiệu thương hiệu con vịt Goodluck này, một trong thương hiệu chuyên về đồ gia dụng rất là nổi tiếng trên thế giới rồi. Đó, một hộp này là sẽ gồm có là 8 cây bàn chải nhá. Đấy, người lớn người già chị em dùng hết luôn. Đó, 8 cây bàn chải. Lông thì rất là mềm luôn. Đấy, nhiều bác hỏi lông cứng không, lông bao dùng bao xài luôn, các bác đánh thoải mái, lông cực kỳ mềm nhá, lông mềm lắm. Đấy, lông rất là mềm này. Đó, lông mềm. Và con này nó thích hợp luôn bác là một cái phần cạo lưỡi nhá. Đó, thích hợp luôn cả phần cạo lưỡi luôn nên khi bác sử dụng rất ok. Đấy, có cả cạo lưỡi này, có cả phần đánh răng này, dùng cho trẻ em người lớn là dùng được hết luôn. Đấy, chắc chắn và chất lượng. Giá thì hạt rẻ lắm. Bên em đang bán một cái hộp bàn chải vàng 8 cây này với giá thì chỉ có 40.000 thôi nhá, 40k thôi. Đấy, hàng hãng luôn, xịn cực kỳ. Lên mã anh em sẽ là hộp bàn chải vàng 8 cây nhá, hộp bàn chải vàng 8 cây. Hộp bàn chải vàng này, đấy, bàn chải vàng 8 cây nhá. Giá sẽ là 40k. Đấy, giá chỉ có 40k thôi. Vừa có phần bàn chải răng, vừa có phần đầu cạo lưỡi luôn nhá. Đấy, vừa phần đầu cạo lưỡi luôn, xịn cực kỳ luôn đấy. 40.000 một hộp. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn các mã hàng, đó là cái hộp viên tẩy lồng giặt này. Lên mã em sẽ là cái hộp viên tẩy lồng giặt, một hộp này là 12 viên. Về để các bác tẩy lồng giặt nhá, hàng của Nhật. Xịn chất lượng. Đó. Một hộp này 12 viên thì các bác dùng cho em cả năm luôn. Đấy, bác nào ví dụ như là lâu không dùng thì mình có thể là cho em đậm đậm tay chút khoảng tầm 3 4 viên một lần đầu đi cho nó sạch sẽ đi. Sau đó là từ lần sau thì các bác cứ cho em từ 1 đến 2 viên. Đấy, ví dụ như các bác tẩy 1 tháng một lần thì mình dùng một viên một nữa. Đấy, thì đây nó sẽ là dạng viên như này. Thì cái sản phẩm này rất là dễ dùng thôi. Đấy. Về thì ở máy giặt bây giờ là hầu như là nó cũng có cái chế độ là vệ sinh lồng giặt ấy, thì các bác cứ chỉ việc là bóc cho em ra, sau đó các bác thả trực tiếp vào bên trong lồng giặt và các bật cho em là chế độ lồng giặt, sau đó là đóng nắp vào là nó sẽ tự động nó kết hợp với cái viên này, nó sẽ tẩy sạch những cái cặn bẩn lâu ngày mà nó két ở trong cái lồng giặt của bác nhá. Đó, thì rất là dễ dùng mà nó sạch lắm. Các bác cứ thử đi. Dùng các bác đảm bảo là ok cực kỳ luôn, thì em test rồi mà. Đấy, nó sục hết những cái cặn bẩn ra và khi mà nước nó thải ra nó đen ngòm luôn. Dùng thích cực kỳ luôn nhá. Rồi lên mã em sẽ là hộp viên tẩy lòng giặt. Một hộp là 12 viên. Đấy, một hộp là 12 viên với giá sẽ là đi 20.000 đúng không nhá? 20k thôi. Đấy, hộp viên tẩy lòng giặt 12 viên, giá sẽ là 20.000 một hộp nha. Đấy, 20k hộp nhá. Cái này các bác cứ tẩy xong nó sạch bong kinh kít luôn, dùng thích cực kỳ. Một trong những cái sai lầm lớn nhất trong cuộc đời nữ công gia chánh của mình đó chính là bỏ nguyên tấm thảm sàn vô trong máy giặt luôn. Ui là trời, giặt xong nó không có thơm nhiều hết trơn, nó vừa dơ vừa hôi. Nghe nói là cái cục vệ sinh lòng máy giặt này ở trên Shopee có vẻ là cũng ok nè, để mua về test thử xem như thế nào nha. Cái viên này mọi người sử dụng lần đầu là 3 đến 5 viên và các lần sau là mỗi tháng là 1 đến 2 viên nha. Vì cái máy giặt nhà mình có chế độ là làm sạch lòng giặt sẵn rồi, cho nên là chỉ cần chọn đúng chế độ và chờ thôi. Xong rồi nè, trời ơi, kết quả sạch bong kim kít luôn. Để chui cái đầu vô trong này ngửi thử coi, may quá mấy cái cục này đã cứu được hậu quả chơi ngu của mình. Đó, thực tế về sản phẩm nhá, giặt cực kỳ, tẩy cực kỳ sạch luôn nhá. 20.000 một hộp viên tẩy lòng giặt nha. Rồi sản phẩm tiếp theo thì em cũng lên luôn các hàng, đó là cái hộp tẩy này. Nhưng mà cái dòng đó là cái dòng tẩy chuyên cho bác tẩy xoong nồi nhá, chuyên cho bác tẩy xoong nồi, tẩy đa năng các kiểu các loại luôn. Dùng hay lắm. Con này nó là dạng kem. Đấy, dạng kem nhá, một hũ này thì đầy ự luôn, dùng thoải mái đi. Đó. Nó là dạng kem tẩy thì về các bác phết cái kem này trực tiếp vào cái chỗ mà các bác cần tẩy, ví dụ xoong nồi các thứ là nó bị nhọ nhất là các bác tẩy nhá. Các bác dùng cái búi cọ sắt ấy, sau đó các bác cọ đi. Đấy, cọ kết hợp cùng với cái bồn này các bác cọ sạch cực kỳ luôn. Đó, cái này anh em cũng đã test rồi mà dùng ok lắm. Đó, giá thì hạt rẻ cực kỳ luôn. Bên em đang bán một cái hũ hộp viên tẩy xong nồi đa năng này với giá là chỉ có là đi 20k thôi nhá. Lên mã anh em sẽ là hộp tẩy xanh. Đấy, hộp tẩy xanh này. Hộp tẩy xanh. Giá sẽ là 20k cho một cái hộp tẩy xanh này. Đấy, giá chỉ có 20.000 thôi. Dùng thích cực kỳ luôn, sạch sẽ ok luôn nhá. Xong nồi cái thứ sạch sẽ ngon lành luôn. Đây các bác cùng xem một tí video test về sản phẩm này. Tẩy xong nồi đa năng này không biết nó có được tốt như quảng cáo không mọi người, cùng mình thử nhá. Điện cái chảo của mẹ mình đang bẩn, thế là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch, sau đó dùng cái búi rửa bát và trà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước và đây là kết quả. Ui nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy ấy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Ui nó thực tế về sản phẩm nhá, tẩy cực kỳ sạch luôn. Giá bây giờ đang bán một hộp tẩy xanh tẩy xong nồi nha, với giá là 20.000 một hộp nhá, 20.000 một hũ. Đó. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn các mã hàng, đó là cái bóng đèn 4 cánh này. Lên mã em sẽ là bóng đèn 4 cánh nhá. Đấy, bóng đèn 4 cánh dùng thích cực kỳ luôn. Đó. Bóng đèn 4 cánh công suất của nó thì em báo luôn, công suất sẽ là 100W nhá. Đấy, bóng công đây.
công suất sẽ là 100W này, và nó sử dụng sẽ là dòng đuôi xoáy nên là về bác dùng những đuôi phổ thông thì mình rất ok rồi. Và nó sử dụng dòng chip LED siêu sáng tiết kiệm điện. Đây, đấy, sẽ gồm có nó 4 cánh nhá. 4 cánh nhá, 4 bên này. Đấy, và có một cái phần hình tròn ở giữa là nó cũng sáng luôn nhá. Đấy, sáng cực kỳ luôn đấy các bác, những cái không gian rộng ở ngoài sân các thứ, nhà rộng thì các bác lắp cho em quả này là rất là hợp lý này. Công suất nó 100W và sử dụng điện 220. Đó. Hàng bóng mới sản xuất tháng 6 2023 luôn nhá. Hàng mới luôn đấy, hàng mới sản xuất luôn đấy. Xịn mà chắc chắn lắm, cầm một con bóng chắc nịch luôn. Đấy. Nó làm nó chất lượng mà giá hợp lý thôi, giá cực kỳ tốt luôn. Đợt này bên em đang gửi bác một cái giá siêu siêu hạt rẻ luôn đấy. Con này nếu mà những cái năm trước mà em đang bán ấy, con này mà đợt nó hot đấy thì hiện tại đang là đi 170 đến 150. Đấy, nhưng mà đợt này đang giảm chỉ còn có 90.000 thôi. 90.000k nhưng mà bóng vẫn rất là chất lượng. Nhà em đang dùng có những cái quả này chắc khoảng tầm là gần 2 năm rồi nhưng vẫn rất là sáng nhá. Dùng vẫn rất là thích luôn. Lên mã em sẽ là bóng đèn 4 cánh nha. Bóng đèn 4 cánh này. Đấy, bóng đèn 4 cánh 90k, bền, chất lượng và nó sáng nhá. Dùng gia đình các thứ quả này là hợp lý này. Đấy, quả này hợp lý này. Đó, ánh sáng vừa đủ để các bác sinh hoạt mà cái công suất nó điện nó tiêu thụ cũng vừa phải nhá. Mà giá là hợp lý đó, chỉ có 90.000 thôi, bóng đèn 4 cánh, sử dụng dòng chip LED siêu sáng tiết kiệm điện nhá. Tiếp theo thì em cũng lên luôn các bác mã hàng đó là cái đuôi đèn lò xo. Đấy, đuôi đèn lò xo các bác có thể mua cái đuôi này về để các bác kết hợp, các bác lắp với những cái bóng đèn nhà mình nhá, rất là tiện luôn. Cái đuôi này rất là hay là nó sẽ có tích hợp về luôn về cái phần công tắc bật tắt này, nghĩa là các bác dùng bật lên không dùng tắt đi, nó có cả công tắc này luôn. Và đây cái phần đầu cắm nó có cả luôn này. Và cái phần lò xo nó dẻo, các bác có thể là uốn éo các hướng nhá. Đấy, uốn éo các hướng này, làm sao để cho nó phù hợp vào là được này. Đấy, uốn các hướng nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy, hợp lý vô cùng luôn nhá. Tiện ok. Đó đây về các bác chỉ việc xoáy cái bóng ở đây, sau đó cái này cắm trực tiếp vào nguồn 220 là các bác dùng. Nhớ cho nó bật công tắc lên. Đấy, đèn nó sáng, tắt công tắc đi đèn nó tối, có thế thôi. Đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy nhá, đuôi sẽ là đuôi xoáy. Đấy, dùng tiện cực kỳ luôn nhá. Lên mã em sẽ là đuôi đèn lò xo. Đấy, đuôi đèn lò xo. Bên em đang bán một cái đuôi đèn lò xo này với giá sẽ là đi 40.000 một cây. 40k nhá, 40k. Đấy, đuôi đèn lò xo nhá. Giá bên em đang bán là 40.000 cho một cái đuôi đèn lò xo này. Về dùng tiện lắm. Về cái này nó thích hợp ví dụ như là các bác di động, các bác mang đi những cái chỗ nào nó tối các bác cắm để bổ sung ánh sáng qua. Đấy, hoặc là sử dụng trong nhiều việc quá nhá. Sản phẩm hộp trầm hương các bác nhá, hộp trầm hương rất là thơm luôn. Về các bác đốt phòng, đốt nhà các thứ này. Đó, đốt bàn bàn thờ rất là ok. Một cái túi này thì nó được khoảng tầm hơn 100 vòng nhá, mà một vòng đốt được lâu lắm, một vòng đốt được khoảng tầm 1 tiếng rưỡi 2 tiếng luôn. Đó, đốt cực kỳ lâu và mùi trầm hương thoang thoảng nhẹ nhàng dùng thích cực kỳ luôn. Đó. Và anh em đang bán một cái hộp hương trầm này với giá sẽ là đi 40k một hộp nhá. Lên mã anh em sẽ là hộp hương trầm. Đấy, hộp hương trầm. Bên em đang bán với giá sẽ là 40k một hộp nhá. 40k. 40.000 thôi nhá. Giá hạt rẻ mà sản phẩm dùng chất lượng lắm. Đấy. Hộp hương trầm nhá. 40.000 cho một cái hộp hương trầm nhá. Sản phẩm khay úp cốc mạ vàng nhá. Sản phẩm khay úp cốc mạ vàng này em báo giá luôn. Bên em đang bán là 90.000 một chiếc này. Đấy, khay úp cốc mạ vàng rất là chất luôn này. Con này thì nó mạ vàng. Và bên dưới thì nó sẽ có là một cái đĩa đi kèm. Đấy thì khi ví dụ là các bác úp cái cốc xuống thì cái phần nước nó sẽ chảy xuống cái phần khay này. Thì lúc nào các bác muốn vệ sinh thì bác gỡ nó ra. Đấy, sau đó các bác vệ sinh. Đấy, sau đó là vệ sinh xong rồi các bác lại lắp vào. Và cứ thế là các bác úp cốc vào là dùng thôi. Rất là tiện nhá. Con này các bác để phòng khách này, phòng uống nước này, bàn uống nước có thứ này nhìn nó sang, nhìn nó đẹp, chất lượng này. Một cái khay này các bác úp được cho em là 2, 4, 6 cái cốc nhá. Và có cái phần quai sách để các bác có thể mang đi mang lại rất ok luôn. Đấy, mang di chuyển từ phòng khách này sang phòng nọ phòng kia các thứ này, sách mang đi mang lại rất là tiện. Một khay đã úp được 6 cốc nhá. Đấy, úp được cốc dài thì em thoải mái nhá. Cái này nó về phần chiều cao nó chắc là phải dài đấy khoảng tầm, cái phần úp này nó phải dài đấy khoảng tầm 15 cm đúng nhá, 15 cm đấy. Đấy, úp được cốc dài thoải mái cho em luôn. Khay úp cốc nhá. Lên mã anh em sẽ là khay úp cốc. Bên em đang bán một cái khay úp cốc này với giá sẽ là 90k nhá, 90.000. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn các mã hàng hiện tại đang rất là hot này. Đấy, lên mã em sẽ là cái đuôi đèn cảm biến chuyển động nhá. Về bác lắp vào những cái phần trước cửa, trước cổng, ví dụ như đường đi lối lại, những cái chỗ nào các bác cần sáng cái lúc đấy mà người, có người đi qua lại thôi, hoặc là cần thiết thôi nhá, không cần sáng lâu thì bác mua ngay cho em con này. Đấy, về dùng rất là tiện nó. Nó cái nguyên lý động của nó là khi mà có người hoặc vật thể chuyển động qua cái đuôi đèn này, đấy, qua cái mắt cảm biến của nó thì tự động đèn nó sẽ bật lên. Còn không, nếu mà không có ai chuyển động qua thì tự động đèn nó sẽ tắt đi, rất là tiện nhá. Đấy, đây là cái phần dây nguồn thì về bác cấp nguồn mà dùng thôi. Còn đây là phần mắt cảm biến này. Đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy E27 nhá. Đấy, thì nó là dòng đuôi xoáy phổ thông, về bác lắp đặt tất cả các loại bóng luôn, rất ok.
Con này khoảng cách cảm biến nó khoảng tầm từ phần cảm biến cho đến cái mắt này, từ vật thể cả từ vật thể chuyển động cho đến phần mắt cảm biến là 8 mét nhá. Đấy, và đây là cái lỗ ốc vít để các bác bắt vào dùng rất là tiện nhá. Rồi em báo giá luôn, giá thì lại em đang bán một cái mức giá gọi là bao giá thị trường luôn nhá. Lên mã em sẽ là đuôi đèn cảm biến này, bên em đang bán một cái đuôi đèn cảm biến này với giá chỉ có 50.000 thôi, 50k thôi, giá rẻ giật mình luôn đấy, mà sản phẩm dùng cực kỳ chất lượng và tiện cực kỳ luôn. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm nhá. Đây trên tay mình đây là cái đuôi đèn cảm biến chuyển động tự động bật tắt khi có người. Mình đang thay cái đuôi đèn cũ bật tắt bằng công tắc, chuyển qua xài đuôi đèn cảm biến những cái nơi như là nhà tắm hay là nhà vệ sinh, mỗi lần ra vô có chút xíu. Bây giờ không phải tắt mở công tắc nữa, người bước vào đèn sáng, bước ra sau một khoảng thời gian đèn tự tắt. Ở trên này các bạn có thể điều chỉnh chỉ sáng ban đêm hoặc cả ban ngày, rồi chỉnh được thời gian đèn tắt. Cái cảm biến của nó bắt xa nhất được 8 mét, nên các bạn thoải mái lắp trên cao, mang về chỉ tính lắp ở trong nhà thôi. Thế là mẹ mình bảo, hay là mày lắp để chống trộm cho chuồng gà nhà tao đi. Cũng hợp lý phết nhỉ, nhưng mà cái đuôi này lắp ngoài trời phải che lại nha. Nói chung là rẻ, tiện, giá một cái chỉ bằng cốc trà sữa. Đấy, các bạn nhá, rất là ok luôn, rẻ và tiện. Đấy, giá cực kỳ hạt rẻ mà rất là tiện và dùng cực kỳ thông minh luôn nhá. Khi mà có vật thể chuyển động qua cái là tự động đèn nó sẽ bật lên, còn không đèn nó sẽ tắt đi. Đấy, các bác có thể ví dụ lắp ở ngoài đầu cổng này, lắp ở đường đi lối lại này, lắp ở về nhà vệ sinh các thứ này, dùng tiện cực kỳ luôn. Mà giá hạt rẻ chỉ có 50.000 thôi nhá. Đấy, bao giá thị trường luôn đấy, giá mức giá sập sàn luôn đấy. Còn bên hông là những cái nút các bác chỉnh này, ví dụ là chế độ ban đêm, ban ngày và chế độ cả ngày này, và chế độ thời gian nó sáng trong bao lâu, 16 giây này, 32 giây và 300 giây này. Đấy, tùy nhu cầu nha, về các bác điều chỉnh hai cái nút thôi em, và các bác lắp vào. Đấu và trực tiếp điện 220 mà dùng luôn nhá. Đuôi đèn cảm biến chuyển động ban đêm, ban ngày đều được luôn, 50.000 một bộ nhá, 50k một cái. Rồi sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn các mã hàng, đó là cái giá đỡ điện thoại này. Lên mã em sẽ là cái giá đỡ điện thoại nhá. Cái này dùng tiện lắm. Đó, về bác để điện thoại. Cái đợt này nó về cái lô này thì cái giá đỡ này của nó là chất liệu là bằng kim loại. Đấy, cái phần đế của nó là đế bằng kim loại nhá, nên là nó rất là chắc chắn và nó đầm nó nặng, nó không như cái dòng đế bình thường đấy. Các bác để nó rất hay bị bỏng điện thoại nhá, nhưng con này nó đế bằng kim loại vào đây. Đấy, đế nó bằng kim loại nên nó rất là chắc, nó chắc cái phần đế, nên là các bác để điện thoại nặng to thoải mái cho em luôn. Đấy, dùng rất là dễ, bác mở cho em hai cái phần lẫy ra, sau đó là các bác để điện thoại là xong. Con này thì nó có chế độ là xoay 360 độ nhá, nó có thể là xoay hình tròn nha. Đấy, xoay hình tròn luôn. Đấy, và con này có thể điều chỉnh độ cao thấp, đấy tùy nhu cầu, có thể kéo cao lên, đấy, kéo dài ra và cho thấp xuống, đấy tùy nhu cầu nhá. Để dọc điện thoại, để ngang điện thoại được luôn. Đây em sẽ để bác xem luôn này. Đấy, dùng cực kỳ tiện luôn. Đó, đây rất tiện dụng luôn nha. Đây các bác có thể để ngang này nhá, để ngang nha, hoặc thậm chí các bác có thể để dọc này cho em. Đấy, để dọc này cho em nhá, rất ok luôn. Đó, rất tiện dụng nhá. Và con này nó có một cái rất hay là khi mà các bác để dọc này thì ở đây nó thiết kế là dạng là khe hở đấy, các bác có thể là cắm vừa dùng điện thoại và vừa có thể cắm sạc đây luôn. Đây các bác nhìn cái phần lỗ sạc con lòi ra này. Đấy, lỗ sạc con lòi ra, các bác có thể cắm sạc điện thoại vào đây cho em thoải mái này. Đấy, ví dụ như này nhá. Đó các bác nha, các bác lựa vào, các bác vẫn có thể dùng, các bác cắm được sạc điện thoại nhà này. Đó, thấy không, rất ok luôn nhá. Rồi lên mã em sẽ là cái giá đỡ điện thoại nhá, chân đế bằng kim loại, xoay 360 độ nhá, và các bác có thể để ngang để dọc, thu kéo ra kéo vô, ok luôn. Đấy, chất lượng nhá, 50.000 một chiếc nhá. Lên mã em sẽ là giá đỡ điện thoại nhá, giá đỡ điện thoại chân đế kim loại, giá em đang bán một chiếc giá đỡ điện thoại chân đế kim loại này với giá là đi 50k, xoay 360 độ luôn nhá. Đấy, 50k giá đỡ điện thoại này, 50.000 một chiếc nhá, chân đế kim loại. Rồi sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn các mã hàng, đó là cái đèn cây nấm này. Lên mã em sẽ là cái đèn cây nấm nhá. Cái đèn này thì dùng rất là tiện. Về các bác dùng cái này, đèn này làm đèn ngủ nhá. Đấy, nó là giọng đèn cây nấm, đèn ngủ nấm nhá. Lên mã em sẽ đèn nấm hoặc là đèn ngủ nấm hoặc đèn cây nấm đều được. Đấy, nó là dạng cây nấm này, rất là xinh. Về các bác cắm vào, con này nó có chế độ cảm biến nhá. Ban ngày sẽ tự động nó tắt đi và ban đêm tự động nó sẽ bật lên. Đấy, giá hiện tại em đang bán một cái đèn cây nấm, đèn ngủ nấm nhá, với giá chỉ có 20k thôi. Lên mã em sẽ là đèn nấm nhá, đèn nấm hoặc đèn ngủ nấm cũng được, 20k nhá, 20.000 một chiếc nhá. Sử dụng điện 220 các bác cắm trực tiếp vào dùng. Đây em sẽ test các bác xem về cái chế độ cảm biến này. Đấy, nhìn rất là xinh, nhỏ gọn nhá. Đây nhá, bình thường nó sẽ nhai, còn nếu mà các bác nhận hàng, nếu mà các bác muốn test đèn nó lên được không ấy thì bác bấm vào đây cho. Đấy, các bác giữ vào cái phần đuôi đèn này. Cái đuôi đèn này nó có một cái lỗ này. Đấy, các bác ấn vào đây thì đèn nó sẽ sáng lên nhá. Đấy. Hoặc nếu các bác không thấy nó sáng thì các bác có thể che hết đi. Đấy, che hết nó đi nhá. Để cho nó sáng này. Đó, em thả ra cái mất này. Đây là cái chế độ cảm biến nhá. Hiện tại đang là ban ngày nên nó sẽ tắt đi, còn không thì các bác bịt tay vào thì nó là ban đêm rồi, thì nó sẽ tự động sẽ sáng lên nhá. Ánh sáng nó vừa đủ để các bác sử dụng làm đèn ngủ rất là hợp lý nhá. Đó thì lên mã em sẽ là cây đèn ngủ nấm nhá, cây đèn ngủ nấm. Bên em đang bán một cây đèn ngủ nấm này với giá chỉ có là đi
20.000 thôi, đèn nấm nhá, đèn nấm 20.000 một cây, nhìn rất là xinh. Đấy và dùng rất là tiện này. Mũ Mỹ này. Mũ Mỹ này. Mũ Mỹ này. Đấy, tiếp tục về lô hàng mũ Mỹ mới các nhá. Con này thì các bác yên tâm về chất lượng đi. Đấy, rất nhiều bác hỏi con sản phẩm mũ bảo hiểm UIS này. Đấy, hôm nay hàng tiếp tục về các bác nhá. Đấy, hàng của American, rất chất lượng luôn. Sản phẩm này thì hiện tại đang về lô mới nên là giá siêu siêu tốt luôn. Và em báo giá luôn nhá. 150.000 cho một chiếc mũ bảo hiểm UIS như này. Hàng cực kỳ chất lượng, thì các bác cứ lên mã em xem là mũ lưới nhá. Đấy thì sản phẩm này thì đi kèm thì sẽ có tặng kèm luôn các bác là một cái lưới bọc bên ngoài này, thì các bác có thể là để không hoặc các bác có thể là bọc lưới này cũng được, tùy nhu cầu nhá. Mình thích dùng kiểu nào thì các bác sử dụng kiểu đấy nhá. Con này thì bên em bao đập bao xài bác luôn. Hàng cực kỳ cứng cáp chắc chắn luôn nhá. Đấy, và làm rất là dày dặn. Nói chung là sản phẩm rất ok. Các bác có thể là thay thế mũ bảo hiểm ok luôn. Đây em sẽ đi vào quay chi tiết sản phẩm này. Thì đây các bác nhá, sản phẩm đi nó sẽ có là một cái lưới bọc bên ngoài như này, thì nó là dạng lưới tháo rời, các bác có thể tháo rời ra để không như này cũng được này. Đấy, còn không thì các bác có thể cho lưới và nhìn nó sẽ đẹp hơn. Còn không để lưới này thì nhìn cũng rất là đẹp các bác nhá. Đấy, hàng có tem mác đầy đủ American. Đấy, UIS này, rất là xịn sò ngon lành luôn. Đó. Phần bên trong mũ vành mũ thì sẽ có là phần quai mũ nhá, để khi mà các bác đi xe đi cộ thứ gì các bác đeo vào nó không bị bay mũ này. Đấy, đây là phần dây này. Bên trong thì là một cái phần lớp dù, một cái lượt dù nha, để khi mà các bác độ nó không bị nóng đầu các bác nhá. Nó sẽ cách cái phần tiếp sát đầu với cái phần mũ ra, các bác độ nó không bị nóng đầu. Và một cái điểm hay nữa là cái vành mũ này là các bác có thể chỉnh này, chỉnh theo cái cỡ đầu nhá. Thì ở đây nó có một cái khuy đồng luôn, thì các bác có thể chỉnh theo cái cỡ đầu của các bác sử dụng nhá. Các bác đầu nhỏ thì các bác thu vào, đầu to thì các bác cho mở rộng nhá. Đấy thì các bác chỉnh theo cái vành mũ như này thì đấy. Tổng quan sản phẩm sẽ đầy đủ các tính năng cơ bản của một chiếc mũ rất là đẹp, xịn sò. À này, con này thì các bác cứ bao đập đi, đập thoải mái cho em luôn, đập thoải mái luôn mà không lo nó bị bể vỡ gì nhá. Hàng có thể là thay thế mũ bảo hiểm các thứ cho em thoải mái. Bác nào mà thích cái sự ngầu ngã này, đấy, quân đội này, nhìn nó chất lượng này thì có thể là tham khảo ngay cho em cái con mũ này. Giá thì đợt này bên em về lô mới giá rất tốt, đấy, giá cực kỳ yêu thương. Đấy, và cũng rất nhiều bác hỏi con sản phẩm này nhưng mà nó không có hàng đâu ạ. Hàng này nó, thực ra nhiều khi nó hiếm lắm, vì hàng nó là hàng bên em ôm lô thanh lý mà. Đấy thì nó có những cái lô nó đẹp, nó chất lượng nha. Rồi các bác lên mã luôn cho em sẽ là sản phẩm là mũ lưới nhá. Mũ lưới này, đấy, mũ lưới quân đội. Bên em đang bán một chiếc mũ lưới này, giá của nó thì là rất là tốt, 150k. Đấy, bữa trước thì cũng rất là nhiều bác mua với cái giá cao một chút. Đấy thì các bác thông cảm nhá, thì nó có lúc nọ lúc kia. Đấy, đợt này thì giá nó sẽ tốt hơn một chút. 150.000 cho chiếc mũ lưới nhá, 150k thôi, giá rất tốt này, tặng kèm luôn đó là cả một cái lưới bảo vệ bên ngoài. Đấy, tùy nhu cầu các bác về sử dụng nhá, rất là chất lượng. Hàng này các bác đeo bất chấp mọi kiểu mọi loại luôn, nắng mưa rồi là sử dụng, dùng để lái xe lao động các thứ cũng rất là đa năng, rồi là đi chơi đi bờ. Đấy, các bác độ vào trang. Đấy, mũ lưới quân đội nhá, rất xịn sò luôn, giá thì cũng rất là tốt. Đấy, giá tốt mà sản phẩm thì cực kỳ chất lượng nhá, chỉ có 150.000 thôi. Đấy, đầy đủ bên trong vành mũ này, có điều chỉnh phần quai mũ rồi là phần dây đeo các thứ điều chỉnh hết luôn nhá. Đấy, toàn bộ bên trong này toàn bộ là dây dù hết các bạn này, dây dù này rất là bền chắc. Đấy, đây còn có cả logo khuy khiếc đầy đủ ngon lành luôn nhá. Đó, rất ok, 150.000 một chiếc nhá. Lên mãi sẽ là mũ lưới quân đội, giá 150k một chiếc. Rồi, đấy là cái sản phẩm đầu tiên trong cái video này. Thì các bác xem video đừng quên ủng hộ em xin một nút like cũng như là một nút ký kênh đón xem sản phẩm rồi video mới nhất của em. Và lưu ý cho em là hóa đơn trên 200k các bác nhá. Hóa đơn cứ trên 200k thì các bác sẽ được miễn phí ship. Ngoài ra thì bên em giao hàng toàn quốc nhá. Nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Đấy, cách thức mua hàng rất dễ mua. Shop tiếp tục về mã hàng đó là dòng ghế xếp nhá, ghế xếp ghế câu này. Dùng để các bác đi câu đi kẹo rồi các bác sử dụng mang đi du lịch, đi chơi, đi picnic này, dã ngoại này, rồi đi câu rất ok nhá. Đây, bình thường thì nó sẽ xếp gọn vào như này. Đấy, còn không thì khi bác mở ra này, đó là thành một chiếc ghế rất là to nhá. Hàng này thì là hàng bãi Nhật nhưng mà là hàng bãi mới nhá, hàng bãi mới đây. Hàng made in Japan. Đó. Con này thì phần khung của nó sẽ là khung thép nhá, khung thép sơn tĩnh điện. Đấy, khung thép sơn tĩnh điện này, khung rất là dày nhá, khung thép dày lắm. Có phần đế chân chống trơn trượt này. Đấy, toàn bộ đều có đế chân hết luôn nhá. Bốn đế đều có đế chân luôn. Đấy, đinh tán ốc các thứ đầy đủ ngon lành xịn sò luôn. Và đây là dòng vải dù nhá. Đấy. Phần ghế thì phần bạt ghế thì sẽ là vải dù và vải dù hai lớp luôn. Vải dù hai lớp các bác ngồi rất là thích, ngồi cực kỳ chắc. Đây con nhìn này.
những cái phần đường kim mũi chỉ khâu rất là cẩn thận này. Đây những cái phần bo góc này, coi nhìn này. Đấy, để khi mà các bác ngồi là nó không bị rách góc hay nhiều cả, nó bo góc rất là cẩn thận luôn. Nói chung là hàng Nhật người ta làm rất là chi tiết cẩn thận. Hàng của Made in Japan cho em nhá. Đó. Ghế câu. Và khi mà các bác mua hàng thì sẽ có tặng kèm luôn bác là một cái túi đựng nha. Đấy thì có các bác có thể là xách đi mang lại này. Đấy, các bác cấp gọn và các bác bỏ vào túi nhá. Đây em sẽ đo về cái phần kích thước của cái ghế này nhá. Các bác cùng xem này. Đây bây giờ em sẽ đo này. Con này thì phần tổng chiều cao ghế của nó vào là đi 60 nhá. Tổng chiều cao ghế là 60. Đó. Phần cái phần bản rộng ghế sẽ là đi 35 này. Đấy 35, 35 x 35 nhá. Đấy bản rộng và bản sâu ghế là 35. Các bác ngồi rất là vuông chân. Đấy ngồi rất là vuông chân, một con ghế rất là đẹp chắc chắn lắm. Cái này thì bán nhiều rồi. Bữa trước thì đang bán cháy hàng luôn, thì hôm nay là những bác nào mà hiện tại là bữa trước mà chưa chốt được thì các bác tranh thủ chốt luôn. Giá thì bên em vẫn đang rất là bình ổn giá cho bác nhá. Và em báo giá luôn, lên mã em sẽ là sản phẩm là ghế câu, ghế xếp nhá. Thì bên em đang bán một chiếc ghế câu, ghế xếp này có giá sẽ là đi 150k nhá, 150k. Lên mã em sẽ là ghế câu này, ghế câu. Ghế câu này. Ghế câu nhá, 150.000 một cây. Đấy, 150k một cây. Giá này gọi là giá bao giá thị trường luôn đấy. Mà lại cần hàng của Nhật luôn, xịn sò ngon lành này. Giá cực kỳ tốt, giá chỉ 150k một cây thôi. Dùng rất ok, ghế rất đẹp luôn nhá. 150.000 một chiếc nhá, thôi nhá. Đấy, nhanh tay chốt đơn vào việc luôn. Về các bác ngồi để mình đi câu, đi kẹo, đi du lịch rồi đi cà phê, cà pháo. Các bác ngồi rất là vuông chân nhá. Đây các nhá, đây là người mẫu như em đang ngồi này. Đấy, ngồi rất là vuông chân này, thoải mái này. Đấy, chân vuông chữ điền ngon lành cành đào luôn nhá. Đó, ngồi chắc dặn dặn mấy phát nào. Mấy phát nào. Đấy, có thấy không? Nó thiết kế sợi vải bố này chắc lắm. Các bác ngồi cứ dặn thoải mái. Con này người còn tầm 70-80 cân lên cho em là cứ thoải mái đi. Đó. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy đây, test thực tế sản phẩm luôn nhá. Đó, ghế rất là ngon luôn này. Xịn sò đấy, chắc chắn không? Đây các bác nhìn ông này rất là béo này. Đó, ngồi thoải mái luôn. À đây, có mấy chi tiết nữa là bên hông nó có một cái túi nhá. Đây các bác cùng xem một cái túi này. Đấy là các bác có thể để đồ nhá. Đấy, các bác có thể để đồ, để đạc vào. Đó, thấy cái túi bên hông không? Đây em sẽ quay luôn cho bác cái túi bên hông này. Đây, em quên không giới thiệu luôn. Đây là cái túi bên hông nhá. Đó là nó có một cái túi bên hông luôn để các bác có thể là khi mà mình ngồi mình có đồ đạc gì mình để luôn vào đây. Đấy điện thoại rồi là bao thuốc mà hay các thứ, những cái đồ đạc nhà mình. Đó, mình để vào nhá. Hàng Made in Japan cho em luôn, rất đẹp nhá. Ghế cực kỳ đẹp luôn đấy. Dạng vải bố có thể là gấp gọn vào. 150.000 một cây nhá. Hàng số lượng có hạn đấy. Vì bữa trước là nhiều bác chốt rồi cũng lại trượt đấy, thì lần này các bác cứ yên tâm đi, số lượng ít lắm, không có nhiều đâu ạ. Nó chắc là vài chục chiếc thôi. Nên là các bác tranh thủ chốt luôn nhá. Ghế câu 150.000 một cây ghế câu nhá.